Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thảo Ngọc Comics. Anh em thấy đó, điều làm cho một bộ truyện trở nên thú vị hơn khi đọc là một anh chàng nhân vật chính có kỹ năng gian lận siêu phàm. Cho dù gặp kẻ địch mạnh đến đâu thì Main vẫn có thể đánh bại một cách dễ dàng. Hôm nay hãy cùng với Thảo Ngọc Comics đến ngay với Top 10 Manhwa Manhua. Main có kỹ năng gian lận không giống bất kỳ ai. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thảo Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Tổ sư gia đứng đầu lịch sử, thể loại hành động phiêu lưu manhua xuyên không. Tôi là một phế vật thời hiện đại bị ép xuyên không đến thế giới này. Người ở đây ai cũng tràn đầy sức lực, yếu ớt như tôi hoàn toàn khác biệt với nơi này. Thứ duy nhất cùng tôi chỉ là một hệ thống không nhận đồ đệ thì sẽ giết chết mình. Mình từng suy sụp muốn đồng quy vô tận với hệ thống. Nhưng chỉ cần còn hy vọng thì mọi chuyện luôn có cơ hội. Có được năng lực tự vệ cùng bộ đồ hoa lệ, cho rằng bản thân có thể làm được. Tràn đầy hy vọng xuất phát nhận đồ đệ, nhưng không thuận lợi như vậy. Gặp phải thực vật kỳ lạ và cả những thứ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng tất cả đều không thể ngăn chặn tôi trở thành tổ sư gia đứng đầu lịch sử. 9. AI Doctor, thể loại drama fantasy manhwa siêu nhân. Bệnh viện trường đại học Tewa. Các giáo viên thực tập xin mời vào trong. Vâng. Qua cánh cửa và đừng động vào bất cứ thứ gì. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với mọi người. Trong sự tham gia cộng tác giữa các giảng viên của Bệnh viện Đại học Tewa với các trang thiết bị điện tử trường Tewa, chúng tôi xin giới thiệu một phát minh mới, một AI với mục đích chẩn đoán. Nó có tên là Baroda. Ôi trời ơi, thứ này thật đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời, nó thật vĩ đại. Baroda, trong tất cả các khoa học về trí tuệ nhân tạo chẩn đoán bệnh, thì AI này có tiềm năng nhất. Tôi, người tốt nghiệp với danh hiệu top 4 các bác sĩ giỏi nhất trong nước, đã phải từ chối tất cả các lời mời để được làm việc với nó. Hy vọng nó xứng đáng. 8. Đệ nhất danh sách, thể loại hành động phiêu lưu manhua. Trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, pháp luật và trật tự sụp đổ. Có người nói khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của người. Có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại. Một chuyện xưa mới bắt đầu, qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại. 7. Bác sĩ thăng cấp, thể loại fantasy manhwa. Là một cô nhi, Jeong Hae-jin chưa từng mở lòng với bất cứ ai. Sau khi cố hết sức để trở thành một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, anh ấy gặp một tai nạn thương tâm và tỉnh dậy không phải là dưới thân phận Jeong Hae-jin mà là Choi Ji-seok. Và còn nữa, anh phải nâng cấp kỹ năng lên sao? Tai nạn đó khiến cho số phận anh rẽ ngang. Anh có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất với tư cách Choi Ji-seok hay không? 6. Biến thành phế vật trong tiểu thuyết giả tưởng, thể loại hành động fantasy manhwa huyền bí shonen. Trong khi làm việc ngoài giờ nhiều đêm, tôi chìm vào trong giấc ngủ trong thời gian ngắn. Khi tôi tỉnh dậy, tôi dường như đã sở hữu nhân vật phản diện của web novel mà tôi đang đọc. Dạ, thật là sáo rỗng làm sao, đến mức tôi sẽ chết nếu làm theo số phận đã định ước. Khỉ thật. Tôi cần phải tìm cách để tồn tại. Cách đầu tiên để tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện vô dụng trong web novel, thuyết phục càng nhiều người càng tốt về phía tôi. Cách thứ hai để tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện vô dụng trong web novel, trở nên đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Cuối cùng, cách thứ ba để tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện chẳng ra gì trong web novel, đừng bao giờ trở nên thân thiết với chủ nhân đầy kiêu hãnh và điên rồ đó. Đây là phần mở đầu của câu chuyện giả tưởng về sinh tồn cộng Dungeon Rider, thời hiện đại của Choi Yu-seong, nhân vật phản diện bị quỷ ám muốn sống một lối sống thoải mái. 5. Từ lúc bắt đầu liền vô địch, thể loại hành động chuyển sinh hài hước manhua huyền bí xuyên không. Tinh, túc chủ đã mở ra vô địch lĩnh vực. Chỉ cần ở trong lĩnh vực, túc chủ chính là vô địch thiên hạ. Đây là một tử trạch
Trần Trường An xuyên qua thế giới huyền huyễn, đối mặt ngoại giới, vô số yêu ma quỷ quái. Trần Trường An quyết định không rời khỏi vô địch lĩnh vực của chính mình trước khi thành tiên. Rảnh rỗi tới nhàm chán, ngẫu nhiên bồi dưỡng mấy cái đồ nhì ngoan, không cẩn thận đều bồi dưỡng thành đại lão giới tu hành, quay đến thế giới long trời lửa đất. Bốn, nhiệm vụ đời thật, thể loại hành động học đường webtoon manga. Ha Do-wan, một năm sinh trung học mê game nhưng lại cực kỳ yếu đuối. Cậu dần trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt và bị bọn chúng ép buộc phải cày game, nâng cấp đồ cho bọn chúng. Trong dịp nghỉ lễ, với yêu cầu phải cày bằng được một thanh kiếm cấp huyền thoại trong một tựa game từ bọn bắt nạt, Ha Do-wan đã cày game liên tục tới mức phải ngã quỵ. Nhưng rồi cậu ta tỉnh dậy cùng một bảng thông báo hệ thống và trở lại vào cái ngày mà mọi thứ bắt đầu. Từ một con nghiện game rồi trở thành một gamer starter. Cuộc sống như trong game của Han Do-wan chính thức bắt đầu kể từ đây. 3. Bác sĩ phẫu thuật hoàn hảo, thể loại drama y tế seinen slice of life. Khi còn nhỏ, cậu ta nghe rằng cha của cậu đã chết vì một tai nạn xe. Nhưng nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của ông ấy là sự bất cẩn trong y tế. Kể từ đó, ước mơ của cậu là trở thành một bác sĩ hoàn hảo. Người sẽ không bao giờ từ chối hay bạc đãi một bệnh nhân nào. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, mẹ cậu đã mắc bệnh nan y, cần rất nhiều tiền để chữa chạy. Cậu đã từ bỏ công việc nội trú ở bệnh viện đại học và trở thành một bác sĩ da liễu đắt khách. Trong lúc, cậu đang gặp phải nhiều biến cố vì hiện thực tàn khốc này, một trí tuệ nhân tạo đời mới AI, Ronnie, đã đến với cậu ấy. Và như thế, cuộc phiêu lưu của cậu ta để trở thành một bác sĩ hoàn hảo đã bắt đầu lại lần nữa. 2. Con gái tôi là chủ cuối, thể loại hành động phiêu lưu fantasy hài hước drama siêu sức mạnh. Chuyện xoay quanh Siona, con gái của anh chàng Lee Seo-jun, một huyền thoại với sức mạnh bá đạo đã chuyển nên hắc hóa khi trưởng thành, phá hủy luôn cả thế giới, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng hệ thống lại để anh ta hồi quy thêm một lần nữa với nhiệm vụ thay đổi tương lai tàn khốc đó. 1. Thợ săn kỳ ảo, thể loại hành động manga. Một xã hội trong đó một sinh vật được gọi là quái vật xuất hiện và đe dọa nhân loại. Gia đình của Choi Kang-sik mất mạng do một sự tồn tại của người ngoài hành tinh xuất hiện và không hề báo trước. Choi Kang-sik sống với ước mơ trả thù cho gia đình, nhưng không có năng khiếu siêu năng lực. Một cụm từ không đồng nhất như vậy hiện ra trước mắt anh. Một số vị thần chào đón bạn. Người xem một, người đó đã được chọn làm người phát trực tiếp cho chương trình giải trí của Chúa. Thực tế là khi số lượng các vị thần theo dõi tăng lên, các khả năng và vật phẩm mới sẽ nhận được. Bây giờ, nhân vật chính bắt đầu buổi phát sóng liều lĩnh tính mạng của mình, chỉ để trả thù cho gia đình. 3. Trên đây là top 10 manhwa manhua men có kỹ năng gian lận không giống bất kỳ ai mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình cho ra mắt những top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.